story qua một bài chia sẻ của một người bạn trên Facebook về một khóa học trang điểm cá nhân. Thì đầu tiên mình cũng nghĩ là shop mỹ phẩm này cũng giống như các shop khác, nhưng mà thực sự khi đến đây mình cảm thấy là một điều rất là bất ngờ. Đó là đầu tiên về chất lượng cũng như mọi dịch vụ của shop. Ngày thứ nhất thì mình được học về một khóa chăm sóc da. Trước đây khi mình tìm mua mỹ phẩm thì mình thường mua những sản phẩm mình thích. Mình cũng đã từng được soi da, nhưng mà mọi người ta thì tư vấn không cặn kẽ và gần như là muốn mình mua ngay mỹ phẩm đấy thôi, chứ không hề có phân biệt cho mình là da mình có phù hợp hay không. Nhưng khi đến đây mình đã được soi da và tư vấn rất là tỉ mỉ, rất kỹ lưỡng về chất lượng da của mình. Và cũng chỉ như là một tip kem xương rửa mặt thôi, một lọ hoa hồng thôi. Nhưng mà hôm qua khi được chị Lương chủ shop hướng dẫn về cả một buổi tối mình đã làm theo mọi cách về chăm sóc da, về trang điểm của da, thì sau một đêm mọi thứ gần như là có sự khác biệt. Mặc dù chưa được cải thiện lắm, chưa được một ngày, nhưng mà mọi thứ rất là tốt đẹp hơn. Và mình nghĩ là khi mà mình làm theo những cách chị Lương bảo thì da mình sẽ được cải thiện lên, sẽ không còn bị tắc mọc chân lông và mụn trứng cá nữa. Cảm thấy rất là tuyệt vời. Và khi ngày hôm nay mình quay trở lại shop, mình mới học về một khóa trang điểm, thì mình được học rất là kỹ lưỡng. Và sau khóa này thì mình có thể tự tin trang điểm cá nhân cho mình, đi chơi hay là đi dự tiệc, không phải lo lắng. Và điều mà mình thích khi đến shop ở đây đó là shop có cả một không gian về hàng giả và hàng thật cho khách hàng phân biệt lựa chọn. Xứng khi bạn sử bỏ một đồng tiền ra, bạn xứng đáng bạn phải mua được hàng những mỹ phẩm tốt đẹp nhất, chứ không phải là những hàng giả hàng phớt hàng nhái. Và hôm ấn tượng khi mà kết thúc điều mình rất cảm thấy hạnh phúc là mình đã tìm ra được cái phương pháp chăm sóc da mà tốt nhất qua lời tư vấn của chị Lương. Và mình yên tâm là mình sẽ ủng hộ cho mỹ phẩm Victory rất nhiều, và nghĩ là mình sẽ không